quên của ốc hôm nay quên mang theo cái mic rồi cả nhà, thế nên là những cái âm ở bên ngoài á nó lầm vào cái tiếng nói của mình thì có thể là cả nhà nghe không có rõ ha. Hiện tại thì ốc đang đứng tại nhà ga Shinjuku, thì ở cái ga này có một cái đặc điểm, đó chính là có một cái khu ăn uống ở bên hai bên dãy trên đường của mình rất là dài luôn. Cái đoạn đường ở đây nó rất là dài và hai bên đó thì là cửa hàng ăn uống nè, rồi những cửa hàng ăn vặt nè, cũng như là những cái cửa hàng mỹ phẩm bán rất là nhiều đồ. Thì bây giờ xin mình mời cả nhà mình cùng đi tản bộ ở khu vực này với ốc nha. Và để cho dễ hình dung thì bây giờ ốc sẽ nói rằng là mình sẽ đi theo hướng tay phải của ốc, đó là từ ở bên cái khu con đường bên này mình sẽ đi theo cái hướng tay phải để xem là bên đây có gì nha. Cái hướng bên này thì ốc chưa có đi lần nào hết, ốc thường đi hướng bên kia nhiều hơn. Mình sẽ xem thử là bên đây có gì ha. Đa phần thì sẽ là quán ăn. Đây, ở đây mình cũng có một con đường nữa nè. Mình vừa đi một tí xíu thì gặp một cái con đường, thì mình sẽ đi thử cái con đường này xem có gì ha. Shinjuku. Cửa hàng người nước ngoài bán. Ở đây nó giống như là một cái khu chợ bên Việt Nam mình vậy đó cả nhà. Đây, người ta bán rất là nhiều những cái mặt hàng, những cái đồ gia vị, đi ngang là nghe cái mùi ngũ vị hương. À, cái khu này á đa phần là những cửa hàng thực phẩm của người nước ngoài á cả nhà, chưa thấy cửa hàng Việt Nam mình đâu. Đó, và tới đây thì ở trong đó là khu nhà ở bình thường rồi. Bây giờ mình sẽ quay ra ha. Đây, cửa hàng của người nước ngoài mà mình không biết nước nào. Mình sẽ đi qua cái khu trái cây bên này xem thử nha cả nhà nha. Thấy rẻ quá nè. Hành tây 1 ký 180 yên. Ở đây bán cái gì mà thơm cái mùi ngũ vị hương á. Mùa này có dưa hấu nè cả nhà. Một trái như vậy một gần 1.6 cm. Đây là một cái siêu thị. Ồ, siêu thị thực phẩm. Bây giờ mình sẽ đi ra, mình đi ra mình theo cái hướng này xem là bên cái hướng này có cái gì nha. Trời, ở đây có bao có bánh pizza nè. Cửa hàng bán cái gì mà đông. Bán dịch hả? Dịch. Đây là cái cửa hàng chơi game ha, rắc thú đồ đó, bắn cá đồ đó, cái gì cũng có.
quán ăn của Trung Quốc chuyên về vịt. Thực phẩm của người Trung ha. Quán ăn của Thượng Hải đó. Karaoke, một cửa hàng karaoke rất là lớn. Đây, ở Nhật thì cả nhà mình sẽ nhìn thấy là những cái tòa nhà như thế này, nó có ghi những cái tên như thế này. Đó chính là một cái tầng như vậy sẽ là một cái cửa hàng. Trong đây rất là nhiều cái cửa hàng trên một cái tầng nhà. Ô, bây giờ tự nhiên nắng lên nè cả nhà. Hồi sáng giờ nó không có nắng mà nó hơi mưa mưa. Cửa hàng này là siêu thị của Nhật ha. Don Quixote. Cái Don Quixote rất là to ở đây. Mình đã phát hiện một cửa hàng Việt Nam, một lá cờ Việt Nam treo ở đằng kia. Đây, lá cờ Việt Nam của chúng ta. Đây, cửa hàng Việt Nam nha, Việt phê buffet. Đây, và đây là cái cửa hàng sóc con mình đã thấy ở trên TikTok vài lần. Ở đây họ sẽ bán bánh mì, trà sữa, các loại nước uống và chè đồ này cả nhà, xôi. Ở khu bên này thì sẽ rất là nhiều cửa hàng Việt Nam ha. Được, nãy giờ mình thấy được 2 tiệm bên đây. Đây, một cửa hàng Việt Nam nữa, vừa là cửa hàng bán thực phẩm vừa là cửa hàng ăn uống luôn. Đây nha, Miramax, 3 tiệm. Khu bên đây thì chuyên về bên những cửa hàng của người nước ngoài thì nhiều hơn. Thế nên là khu bên này mình sẽ thấy ít có gặp được người Nhật. Nhưng mà ở bên khu vực bên kia là họ chuyên bán về đồ ăn Nhật. Bên kia nó sẽ đông hơn ở khu vực bên này.
Và cái con đường này nó rất là dài luôn đó cả nhà. Vẫn còn một khu ở phía bên kia nữa. Bây giờ ông sẽ đi qua bên đó luôn ha. Từ cái vị trí này cả nhà mình có thể nhìn thấy rằng là ở bên đó là một cái nhà ga. Thì hồi nãy mình đi là nhà ga Shin Okubo, và mình đi bộ lại khu vực này thì chính là cái nhà ga Okubo. Nó chỉ cách nhau khoảng 5 phút đi bộ ha, nhưng mà nó sẽ khác nhà ga nha. Khu bên này thì không có nhộn nhịp bằng cái khu Shin Okubo bên kia ha. Bây giờ mình sẽ đi một đoạn nữa, đi tới cái đoạn ngã tư hay ngã ba gì phía bên kia thì mình sẽ quay ngược lại nha. Đây có một cái cửa hàng đồ nướng nhìn hấp dẫn đó nha. Đây là cái nhà ga Okubo. Vậy là có nghĩa là khi hồi nãy mình đi hướng tay phải thì quay về ngược về cái ga Okubo này, thế nên là ở bên này nó sẽ không có nhộn nhịp bằng cái khúc ở bên Shin Okubo bên kia. Mặc dù cũng có rất là nhiều quán ăn, nhưng mà khi mình đi ở khu vực ở bên này thì sẽ có quán Việt Nam ha, còn ở khu vực bên kia thì không có. Đây là cái đường đi vào nhà ga Okubo. Bây giờ mình sẽ đi thẳng để đi qua Shin Okubo nha. Mình sẽ khám phá xem là ở đây còn quán Việt Nam nào nữa hay không ha. Một quán trà sữa của Trung Quốc nè, có rất là nhiều đồ uống. Ngoài trà sữa ra thì còn có rất là nhiều đồ uống ở đây. Ở đây cũng vậy. Ở đây mình thấy có một cái cửa hàng bán trái cây, cả nhà có chuối lửa nữa. Đây cái chuối đỏ nè, là ở Việt Nam mình hay gọi là chuối lửa. Thực phẩm Việt Nam và thực phẩm Trung Quốc luôn. Một xíu mình sẽ quay lại mình mua.
就是运转的时候，完成了。 Ở khu vực phía bên nãy giờ mình đi á cả nhà thì cửa hàng Việt Nam rất là nhiều. Quán ăn và cả những cái cửa hàng thực phẩm rất là nhiều luôn. Hầu như là họ sẽ có những cửa hàng Trung Quốc nhưng mà họ sẽ lấy đồ Việt Nam về họ bán chung luôn. Khu tập trung ha, thế nên là rất là nhiều những cái cửa hàng như thế. Hôm nay mình quay phim rất là nhiều người nước ngoài họ chào trong cái màn hình của mình ha. Mình vừa gặp một cái bạn người Thái. Sao đi khắp. Đền đó cả nhà. Đây. Đúng rồi, ở đây là một cái ngôi đền ha. Ở kế nhà ga Shinjuku luôn. Đó, và đây là mình đã tới nhà ga Shinjuku. Mình đã quay trở lại cái lúc ban đầu clip mình có nói ha. Hôm nay mình bỏ cái mic ở nhà rồi mình nói chuyện có lẽ sẽ nghe không có rõ cho lắm, cả nhà thông cảm nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi qua cái khu nhộn nhịp của Shinjuku. Ở đây trên những cái bức tường đó, người ta vẽ những cái hình này rất là dễ thương. Hai bên luôn á, một bên kia cũng có nữa. Đó, rất là dễ thương luôn. Ở đây cái lúc mà mình đi vào buổi trưa cả nhà thì nó vắng người hơn á, bây giờ nó chập chiều rồi, khoảng 4 giờ chiều rồi, thế nên là bây giờ nó sẽ đông hơn hồi trưa rất là nhiều.
cho nên là ốc sẽ quay cái màn hình mình cao lên một tí xíu ha. Cửa hàng nó bán lên kìa, kim bắp sushi với cả nhà. Đây những người thích idol. Đây, idol bạn nha. Đó, thì có những cái cửa hàng ăn vặt như thế này và người ta mua xong rồi ta đứng ở bên vỉa hè người ta ăn ha. Đây là những cửa hàng mỹ phẩm nè, khu bên này thì là chuyên về đồ ăn và mỹ phẩm của người Nhật nhiều hơn ha. Khẩu trang này cả nhà. Sau khi mình lựa thì cái khẩu trang nó không có hợp với cái size của mình nữa cả nhà, cái size nó quá to. Tiếc ghê. Đây là cửa hàng bán đồ của idol Nhật Bản và idol Hàn Quốc rồi nè, K-pop cả nhà. 自分の心をごまかさないでください. Đây những cửa hàng mỹ phẩm ha. Khu bên này thì có rất là nhiều cửa hàng mỹ phẩm như thế.
cửa hàng mỹ phẩm rất là lớn ở đây nữa nè. Cái này thì của Hàn Quốc thôi. Đây là một con đường còn rất là dài ha, còn một khu ở bên kia nữa. Đây những idol đứng chào. Và bây giờ ốc sẽ quay ngược lại nha cả nhà nha. Ở bên kia thì không còn gì nữa rồi, còn có những cửa hàng là lẻ lẻ thôi. Ở bên đó mình cũng thấy một cái cửa hàng thực phẩm nữa kìa, nhưng mà cũng người nước ngoài, không phải của Việt Nam. Nhưng mà mình sẽ đi qua bên đó xem thử là xoài ở bên đó có rẻ hay không ha. Mình muốn ăn xoài. Đây và trên cái tòa nhà này thì có hai cái tiệm hớt tóc Việt Nam mình ở đây ha, hai cái tiệm hớt tóc Việt Nam ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phẩm này, cửa hàng trái cây, mặt nạ. Mình thấy ở đây người ta bán mặt nạ rất là nhiều luôn cả nhà. Bán mặt nạ mỗi ngày hả? Da mặt nó đẹp hả? Trên những con phố thì mình có thể bắt gặp rằng là mình mua đồ xong rồi mình đứng ở ngoài lề đường mình ăn ha, mang đậm phong cách đường phố. Cửa hàng ăn vặt của Hàn Quốc, khu bên này đã nhiều cửa hàng Hàn Quốc ghê luôn. Cũng có một cửa hàng Hàn Quốc đó nè, mỹ phẩm Hàn Quốc rất là nhiều. Có phần kia mượn trước 13. Đứng ở vị trí này thì mình sẽ nhìn thấy là một cái khu ngay chỗ này rất là đẹp. Và bên đây là cái con phố ăn uống của Shinjuku-bo ha cả nhà. Đây là cái con phố mà từ lúc nãy giờ mình đi á. Đó. Rất là nhộn nhịp ở một khu phố như thế này. Cả nhà ơi, thì clip đi tản bộ ở ga Shinjuku-bo của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết clip góc nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong clip sau nha. Mình đi vào buổi chiều thì cảm thấy mình quay cái clip này nó không có được đẹp cho lắm, nhưng mà cả nhà mình đến đây vào ban đêm thì đúng là một cái thiên đường ăn uống và mua sắm luôn nha.